các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc PC của chuyện việc. Chi tiết cụ thể về công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi. Giới thiệu công việc bên mình, hiện tại với giới thiệu công việc bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ 2, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể chọn. Sau khi kết thúc buổi giới thiệu, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề thắc mắc liên quan đến visa các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi giới thiệu công việc bên mình. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc là làm việc cho quán, nhà hàng. Địa điểm các bạn sẽ là ở Osaka. Thời gian làm việc của các bạn sẽ là shift độ C. Một tuần các bạn sẽ được nghỉ 2 buổi. Công việc này yêu cầu các bạn có kinh nghiệm làm quán, và nếu các bạn làm tốt có thể nên làm tên trổ và quản lý ở quán. Mức lương của các bạn sẽ từ 25 cho đến 35 man và sẽ được tăng theo năng lực của các bạn. Nếu các bạn quan tâm hãy đến buổi giới thiệu công việc bên mình để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Xin chào các bạn.